Ốc hương bà con ta biết hết ốc hương rồi đúng không? Nhưng ốc hương nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe mọi người. Nhưng mà ốc hương á, thì bà con biết là không ăn. Không ăn bởi vì những người có bệnh này nó rất là có hại cho sức khỏe. Sức khỏe nó sẽ xấu cho cơ thể con người. Do vậy sanh ra sáng lá ruột nè, sáng lá gan nè, run nè, lạnh bụng đầy hơi, khó tiêu. Mới mổ xong là không ăn được. Không ăn được ốc hương. Không ăn được ốc hương thì bà con biết rằng những người có bệnh thế này càng ăn thì nó càng nặng thêm, chứ không có lợi gì cho sức khỏe. Ốc hương là do vậy nó sinh ra loại sáng lá ruột nè, sáng lá gan, run, lạnh bụng là không ăn được ốc hương. Đầy hơi, không ăn ốc hương. Khó tiêu, người mới mổ xong không ăn được ốc hương. Bà con ơi, bà con ơi, ốc hương nó tốt cho sức khỏe, nhưng nó có chất đạm, chất béo, chất sắt, vitamin A, B, B2, VV, tốt cho bệnh thần kinh, tốt cho não bộ, tốt cho tim mạch, không tăng cân, ăn kiêng rất là tốt bà con ạ, rất là tốt. Cho nên bà con ta ăn là tốt, nhưng mà ăn 500 gram một ngày. Ăn 500 gram một ngày nó tốt thì tốt, chứ không ăn vượt quá 500 gram một ngày. Và ta ăn 6 ngày, ta nghỉ một ngày. Bà con ơi, như vậy thì nó sẽ tốt và tốt cho sức khỏe bà con vô cùng. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.